Tổng công ty Đất Xanh Miền Tây vừa tổ chức sự kiện lễ ra mắt dự án Vĩnh Thành Center tại huyện Vĩnh Thành, thành phố Cần Thơ, thu hút hàng trăm khách hàng tham dự. Với giá sở hữu chỉ từ 7 triệu đồng một mét vuông và sổ đỏ từng nền, hạ tầng hoàn thiện, dự án khu dân cư trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh Center đã hút mạnh giới đầu tư Cần Thơ và vùng lân cận bởi tiềm năng tăng giá vượt trội đón đầu cơ sở hạ tầng. Đặc biệt khi cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm nay và tuyến cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ đã được duyệt quy hoạch và chính thức hoàn thành vào năm 2026. Bên cạnh đó, Vĩnh Thạnh Center còn liên kề trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh và các tiện ích hoàn chỉnh như chợ, trường học, ngân hàng, ủy ban. Đó cũng là lý do Vĩnh Thạnh Center nhận được sự đồng hành của ba ngân hàng uy tín VP Bank, BV Combank và BC Bank hỗ trợ vay trả góp lãi suất ưu đãi. Theo đó, khách hàng dễ dàng sở hữu dự án với tài chính chỉ 250 triệu, bên cạnh chính sách chiết khấu lên tới 8% và cơ hội trúng nhiều giải thưởng có giá trị sau khi hoàn thành dự án. Ngay tại sự kiện, những khách hàng giao dịch thành công sản phẩm Vĩnh Thạnh Center đã nhận ngay một chỉ vàng may mắn và chiết khấu 2% giá trị sản phẩm từ Tổng công ty Đất Xanh Miền Tây.